giúp dân nhậu gọi xế đưa về tận nhà. Kể từ Nghị định 100 có hiệu lực vào đầu tháng 1 năm 2020, loạt hội nhóm, fanpage trên mạng xã hội nhằm mục đích kết nối, hỗ trợ dân nhậu và các tài xế chuyên đưa đón đã đồng loạt nở rộ. Trong đó, có những nhóm dù mới chỉ thành lập ít ngày, nhưng đã thu hút hàng trăm, thậm chí hàng nghìn thành viên. Xu hướng thảo luận chủ yếu xoay quanh việc không thể lái xe về vì có uống rượu bia, nên tìm người trở về, nở rộ hội nhóm say gọi xế, đưa dân nhậu về nhà để tránh tiền phạt. Trong đó có những nhóm chỉ mới thành lập được vài tuần nhưng đã có hàng nghìn thành viên. Thông thường, các lái xe sẽ chủ động đưa ra mức giá mong muốn. Nếu cảm thấy hợp lý, hai bên sẽ liên hệ trực tiếp với nhau. Mức giá trung bình dành cho quãng đường dưới 10 km thường là từ 300.000 đồng, 15 km là 400.000 đồng và 20 km là 500.000 đồng. Mặc dù mức giá trên là khá cao so với tiền đi taxi hay sử dụng các dịch vụ bắt xe online như Grab, GoViet, Việt, song điểm lợi đó là dân nhậu sẽ được đưa về nhà bằng chính xe của mình. Bên cạnh đó, Số tiền này vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức phạt theo quy định mới của nghị định 100.